Này này rơ le bơm xăng, rơ le tổng nha, rơ le bơm xăng chính dành cho Honda Accord đời 90 93. Rồi 94 97 luôn nha, rơ le bơm xăng chính, rơ le tổng á ha. Rồi đây bơm xăng chính này nó rất là quan trọng đối với quá trình vận hành của xe ha. Rồi đây bơm xăng chính này xài Accord 90 93, đây là một cái bát này ha, có một cái bát đây, một cái bát nha, đây là lô chính đây này, này hàng Trung nha, đây là hàng Trung nha, đây rồi đây bơm xăng chính ha, đây này. Này ha, xe chạy yếu, xe chạy không ngọt, rồi le cũ mà chạy không tốt á thì cái áp cái bơm bơm xăng nó chạy yếu á, cái áp lực mà xăng nó không đủ á, cái kim phun nó hoạt động không có tốt ha, nó máy yếu xìu, máy chạy rồi lúc lắc vậy đó, thay rồi le mới vô, bơm chạy mạnh, áp lực lớn, cái xăng nó phun đều á, phun mịn ra đó, máy chạy rất mạnh ha. Đây là rờ le này, mấy chân đây, 2 4 6 7 chân ha, 7 chân nha, rờ le bơm xăng chính Honda Accord máy 2.0 2.2 dùng rồi 90 92 93 94 97 ha, rờ le bơm xăng chính nha, rờ le bơm xăng chính Honda Accord 90 93, công ty 97 xài chung luôn, chung mẫu luôn ha. Rồi le này nó rất quan trọng đối với cái quá trình vận hành của cái xe. Rồi le này mà yếu, bơm xăng không đủ là xe chạy rất là yếu, rất là khó chịu. Còn rồi le này nó lúc mà bật công tắc lên á, thì rồi le này nó sẽ bơm xăng 3 giây, bơm 1, 2, 3, và sau đó nó ngắt, nó không bơm nữa. Rồi sau đó máy nổ nó mới bơm tiếp nha. Đây rồi đây bơm xăng chính Honda Accord 90 93 94 97 ha.